Còn đây là Blue Life Park. Không bị đi vào trong để được đi cái lai tàu. Yên ơi, tụi tôi lợi nhưng mà nó đã sold out vé rồi. Thôi mua cho cái bốt cạch. Kỷ niệm nhé. Rồi thôi đi tham quan này thôi. Sự cạnh tranh quá lớn. Chúng tôi chỉ thể chụp ở ngoài. Chúng tôi là những người bị bỏ ra, không được vô rồi. Đây, đây là thôi đi đoàn tàu này, nó có tiền. Chúng tôi có 12 ngàn cầu won. Chúng tôi đã đi được rồi. Thôi nha. Đi đi dọc dọc. Ôi, dễ thương quá hả? Trời đất ơi. Trời dễ thương. Dễ thương quá hả? Đặt vé đi, mai lết rồi đây. Bực à. Tà trên cao mà không được đi. À, một quán cà phê gì đó ngay giữa biển. Đây quá đẹp. Còn trên đây là Hello Kitty Capsule. Trên đường về dù đã rất mệt nhưng vẫn tự nhiên phát hiện một quán tên là Monte 104 khá là đẹp nên chắc là sẽ lượn qua có giá. Rồi đi qua. Trai đẹp Phantom ấp độ Opera hả? Tiểu nhị mời nghe bàn. À, view của bàn. Busan. Chúng tôi đã đi bộ tuốt từ bờ biển đi qua đây. Mà khúc ở bên trong đằng sau biển không có một cái gì hết. Đó, hàng quán thì đóng cửa hết trơn. Bây giờ đi bộ để tính đi ra coi ngắm hoa đào ở chung cư gì đó. Nhưng mà cũng thấy cũng có vẻ là không thấy gì. Nhưng thấy được cái bảng là xe buýt. Trời ơi, phê quá. Giờ là hết đi nổi rồi, hết hoa đào, hành điếc vậy. Giờ phải đi.